tôi dạy cho các bạn kỹ thuật bắt lươn như thế nào. Ôi chứ. Con lươn con hỏi. Xin nhá. Cá chặt á. Đây là con cá chặt. Ôi mà. Anh lấy lại thả vào bể này. Này nhanh nó có nước đâu. Thì có nước thì thả tiếp. Lấy xem đi. Sao sao? Được rồi. Nào lên bờ, lên bờ, lên bờ này. Không bị đọc em nghe nói rồi không có đọc anh đừng có sợ em tin không